Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha. Tiếp tục hôm nay là mình like cái con game là Ega of Lorenka và luyện cấp cái con đất quay của mình cho nó lên 80 nha anh em. Tại vì con nhân vật của mình đó không muốn cao và cũng không muốn thấp anh em ạ. Hiện tại là mình đang ở một cái chế độ đó là Santa nha. Các anh em biết gì không? Đặng mình đi vô trong đây mình kiếm một chút xíu đồ nha. Đây, phe vật phẩm nha anh em, được 2 viên Amos và một like. Và cũng như thường lệ thì các anh em cho mình tầm khoảng vài giây, tầm khoảng 1 phút 30 giây rồi anh em tiếp tục vào trong đây trò chuyện tiếp nha, để mình chia sẻ anh em ạ, chứ không có làm gì khác đâu. Trong thời gian chia sẻ có khi mình nói chuyện và có khi mình không. Anh em có gì phát biểu lên, góp ý, comment gì các kiểu, anh em đi lại cái chỗ này xem là hôm qua thì mình đã bị BK ở đây anh em. Không biết mình đang làm cái gì luôn mà anh em lại BK mình. Ở đây mình chỉ có dành một chút xíu là cái nguồn phẩm nho nhỏ thôi mà anh em nỡ lòng nào để đi BK mình. Thường thường người ta nói cao thủ không bằng tranh thủ. Hello anh trai, chào trước đây nha. Sao anh trai đứng ngày gan cái tâm tinh như gì rồi làm sao em farm? Cũng phải biết trường cái gì vậy man. Thôi nè, bớt giỡn cho đây bớt khổ nè. Cái gì mà cứ dính với nhau như hình với bóng vậy anh em? Giảng ra đi nào. Đúng rồi, đúng kịch bản rồi. Ít ra cũng phải như vậy. Gì đâu mà dính lại với nhau nhờ. Đang chơi cái con này mà anh em cứ hỏi là cái con ta căng ra có like không? Ba cần câu con ta căng ra có like không bạn? Theo các anh em thử nghĩ và đón coi mình có like hay không. Chặt ăn là có like nha. Tại vì game mới mà anh em. Mình thì mình review game mới. Review một số tính năng nho nhỏ. Ewen Santa kết thúc quyết lầu còn 4 phút giỏ lên quyết lầu canh không lụm được gì hết mớm. Hôm nãy đi thỏ nha, đi thỏ lụm được 3 viên. Tiếp tục là mình sẽ đi quyết lầu nha anh em. Quyết lầu á thì mình đã nói rồi, mobile với PC đồ đều là như vậy. Các anh em để ngay chữ G cho mình, các anh em cứ nhấp 2 cái liên tục. Đặc biệt nếu mà các anh em có một cái máy phụ thì các anh em không cần phải đếm thời gian. Và nếu mà các anh em không có thêm một cái máy phụ nữa thì các anh em sẽ đi là 100 cái như 100 cái luôn sẽ dính. Tại vì mình đã ngâm cứu là trong vòng 3 ngày, ức chế không ăn không ngủ anh em ạ. Nó cay dữ lắm, cay. Người ta đi được mà tại sao mình đi không được? Thì mình đã rút cái kinh nghiệm lại. Các anh em đừng có bấm ở ngoài đầu hay là đừng bấm ở đâu hết, mà các anh em bấm vô chữ G nè. Ngay chữ G này nó sẽ cách vô một phân. Thì ngay gan chữ đó là các anh em cứ nhấp 2 cái liên tục là các anh em sẽ vào luôn. Nó rất là nhanh anh em, không cần phải dùng auto glitch gì hết, mà chỉ cần như vậy thôi. Các anh em sẽ đi vô trong đó là 100 lần, được hết 100 lần luôn, không tạch một phát nào hết, trừ khi là các anh em xui lắm các anh em mới tạch thôi. Cái đó là cái mạo để cho các anh em đi một cái BC cho nó nhanh gọn lẹ. Đợi từ từ anh em ơi, tới vô dây cuối rồi, mình đang canh đang vô dây cuối nha. Vô trong rồi còn xin BT nữa, chứ không phải là không có BT là cả như là gọi luôn, không có lên được đâu. Rồi lụm nè, lụm nè, lụm nè, đấy, cứ nhấp 2 cái vô vậy là lụm. Rồi giờ này phải vô BT đây, vô BT. Ông nào BT rồi, vô BT máy gì anh em, đẹp trai có khác nha. Các anh em khi mà sử dụng rách quay là không lo bị chết đói nha, không bị bị bỏ rơi nha. Tại vì nó trụ rách quay lắm, mấy đách kin là phải xin BT la làng la xóm lên, la sùm lên mới được vô. Còn mà rách quay hay là cái con sum vào trong đây là các anh em khỏi cần xin, khỏi cần nói gì hết, vô là có BT chứng minh sống cho anh em luôn. Vừa vô mình định gũ người ta BT mà vừa vô là nó gặp rách quay nó sẽ BT trước liền. Những anh em nào mà đang bị kỳ thị như vậy thì cũng gán chịu nha. Tại game BK nó sẽ có hơn thua. Ở ngoài boss, ở ngoài sân vận động thì các anh em làm vua, làm chúa, làm chồng. Đi tới đâu rồi mấy ông thích chọt ai thì chọt. Còn đi vô trong đây á thì các anh em mớm. Đảm bảo các anh em mớm cái con DL luôn và cái con DK luôn vào trong đây. Chỉ đứng ngó thôi, không có BT, chỉ đứng ngó thôi. Đi vô tốn vé đi ra ngoài, không có một S luôn. Đảm bảo anh em đi 15 phút các anh em không lên được một cây master. Chuẩn bị nha anh em. Còn 16 giây nữa là chúng ta sẽ tiếp tục luyện cấp cái con rách quay lên hành trình là level 80. Nó lên được bao nhiêu thì lên, nhưng mà cho nó lên móc 80 là mình không còn đi cái BC2 nữa. BC3 thì các anh em thoải mái.
Đi giờ nào cũng được hết, đảm bảo Nam BC3 và BC1 các em muốn đi giờ nào cũng được. Rồi băng rồi áo rồi gậy gì tùm lum hết trơn kìa, ông nào cũng lụm hết trơn kìa. Tính quay lại lụm anh em mà thôi, đi mình đi lụm S trước đi. Đây, anh em đang ở đây rất là nhiều. Rồi, farm lên anh em ơi. Anh em có thông tin thủ thuật gì hay hãy mạnh dạn comment góp ý để cho kênh càng ngày càng phát triển anh em. Và cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem cái like của mình, ủng hộ từ cái clip, ủng hộ từ cái like nha. Cảm ơn tất cả tấm lòng của anh em. Tiếp tục là đi BC anh em ơi. Vào trong đây để luyện cấp tiếp nha. Đang ở khung là 77 nha. 77 và DL phiên bản này tù quá anh em. Chào Gia Nông nha. Nó đam to lắm ơi. Không có skill bóng đêm, nó có skill quả âm cũng tốt rồi. Đừng có cộng vô nha. Đừng có cộng vô mà cái master của cái quả long xích nha. Đang 32 nó tụt xuống còn 24 hay 28 gì đó. Nó mắc đầu 5-6 ca đam gì đó. Sao không chịu ở ngoài mà các em này cứ thích vô trong nhờ. Ở ngoài cầu này mình thấy quái nó cũng tốt lắm anh em. Các em vô trong người ta bon chen dữ lắm. Anh em thích thì mình chiều. Đấy, mở cửa xong rồi kìa. Vô không? Vô luôn đi. Tại vì anh em vô trong đây nhiều rồi, vô luôn đi. Chạy lông nhông từ giờ mọi người ta lên một master rồi. Từ giờ chưa lên một master và bước qua cái 78 nha anh em. Vậy là lụm được một cái master nha. Anh Gia Nông DL của anh lên được nhiêu rồi anh ơi? DL của em lên được 75 hay 78 nha. Chua quá à. Ngay thời điểm bây giờ thì người ta đang có phân biệt chủng tộc là DK và cái con DL. Và trong đây ít IBT nên không có chạy làm gì tốn vé. Chậm thật là chậm, trong đây kit nhiều quá, chậm lắm. Các em thấy không? Tuy là chỉ số master nó lên cao thật nhưng mà rất là chậm. Các em thấy nó có một cái vùng chỉ định không nè? Vùng chỉ định nè, các em bấm vô trong đây. Gần tới người các em cứ việc nhấp nhẹ trong đây là nó sẽ phật tên lên. Rồi các em bam kêu là hai tay của mình á là phải gào bên đó, chơi như Liên Quân vậy đó anh em. Nó có cái vùng chỉ định nè, bấm vô vùng này. Còn ở trên PC á thì bấm cái chữ tab là nó sẽ chỉ định cho người lầu quải chuối thì các anh em thấy bị kít ghê không, thiệt tình luôn. Nếu mà ở ngoài thì giờ là mình hai master là xiền luôn đó anh em. Còn mình thử đi ra đây coi, cái này chắc lên không được ba master rồi, chậm quá anh em ơi. Ra ngoài đây mình thấy nó còn nhanh nhanh hơn được tí xíu, ở trong đó sao mà bị kít, nó lên chậm quá. Ở ngoài đây cũng vậy luôn. Ở đây mình thử mình quấy gồng thử xem sao. Ra đây DK trong đó kít không lợi mấy nó đâu. Ra đây móc móc coi xem lên được 3 điểm không. Vô trong đó mấy ông kia kít quá trời kít à, chịu không nổi. Bỏ BT luôn đi, chơi lê dân lều luôn. Bữa hổm á chơi con DK chứ không phải chơi con DL, cái nam cũng suối mình bỏ BT cái mắc vô quỳ lại mấy ông kia xin BT lại. Còn con này là khỏi luôn nha, đã ra rồi là không xin lại nha Nam. Ước nguyện nó ra như mưa, đứng có một chỗ thôi lụm 6 viên ước nguyện. Mới lụm 2 viên bây giờ lụm thêm 4 viên nữa. Ở ngoài cầu đây người ta quánh người ta farm gì đây sướng muốn chết luôn. Đi vô trong đó kít kít cả buổi trời không được cái quần đùi gì hết, quánh 2 phút mà lên được 2 cái kinh nghiệm. Còn ngoài đây người ta quánh nè, lên được 1 điểm liver nữa nè. Coi gì dùng nấy anh em ơi, cũng không có cần thiết lựa chọn lắm. Thôi khỏi luôn đi, khỏi khỏi vô nhóm luôn đi. Giờ này em cần cho nó lẹ mà. Nhóm nhiếc gì nữa không biết cả. Tâm linh kìa, tâm linh luôn kìa. Mới ẩm đương nhiên tâm linh luôn. Còn 1 phút 30 giây nữa để xóa nợ mà không biết xóa nợ được không, cái quần đùi nữa thiệt chứ. Sao nó giật cái con mắt vậy anh em? Còn 1 phút nữa, còn 1 phút nữa xóa nợ được không? Cuối cùng cũng lên được, xóa xóa tội thành công anh em ơi. Lên được 80 rồi, nó còn ở phút thứ mấy đây, điểm cái gì đâu không. Nhưng mà không sao nha, chiến lợi phẩm nó cũng khá khá nha. Các anh em thấy chiến lợi phẩm chưa? Không có tệ đâu, tại vì được 2S là các anh em lãi được mấy cái vé nè, được cái quần nhân sư nè, cái giò chứ. Hai cái áo này á, là dùng cho đắt kiên cái là khỏi chê luôn.